Ngày hôm nay trong bảng xếp hạng ô nhiễm không khí của AirVisual, Hà Nội vẫn đứng đầu thế giới về mức độ ô nhiễm. Chất lượng không khí không những không được cải thiện mà càng có xu hướng nghiêm trọng hơn khi nhiều điểm đo trong một số khoảng thời gian lên ngưỡng tím, ngưỡng nguy hại, tác động xấu đến sức khỏe của tất cả mọi người. Từ chiều tối ngày 28 tháng 9 đến sáng nay, Hà Nội tiếp tục chìm trong tình trạng ô nhiễm không khí rất nghiêm trọng. Chỉ số AQI đo được tại nhiều điểm phổ biến trên mức 170 thậm chí có những thời điểm trên mức 200 đặt ngưỡng nguy hại cho tất cả mọi người. Cụ thể, theo hệ thống quan trắc không khí độc lập Palm Air, hệ thống Air Visual quốc tế, vào 2 giờ sáng nay, 29 tháng 9, một số điểm đo lên ngưỡng tím như Đức Thắng ở Bắc Từ Liêm. Không chỉ riêng Hà Nội, tại nhiều điểm đo thuộc đồng bằng Bắc Bộ như tại Thái Đô, Thái Thụy, Thái Bình, A Quy lên tới mức 245, Đông Hưng, Thái Bình 245 và Kiến An, Hải Phòng trên 200. Điểm đặc biệt của đợt ô nhiễm không khí lần này là thời điểm chất lượng không khí xấu nhất thường rơi vào chiều tối, nửa đêm và sáng sớm. Từ cuối buổi sáng đến chiều, chất lượng không khí được cải thiện. Nguyên nhân là do hiện tượng nghịch nhiệt bức xạ cũng như tình trạng đốt rơm dạ ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài vào giờ cao điểm ô nhiễm, các trường học hạn chế hoạt động ngoài trời. Người dân hạn chế đi tập thể dục buổi sáng, bởi quá trình tập thể dục, việc thở gấp sẽ khiến lượng bụi vào cơ thể nhiều hơn, gây tác động nghiêm trọng hơn.